Quốc Anh rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong bản tin Góc nhìn người tiêu dùng. Thưa quý vị, miến làng So, một đặc sản của vùng Phủ Quốc, huyện Quốc Oai, Hà Nội ngày nay, với đặc trưng là sợi miến có màu xám trong, giòn, dai, thơm mùi rong giềng, đã làm nức lòng biết bao thực khách. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, để giữ được tiếng thơm ấy, đòi hỏi những người làm nghề phải thay đổi, cải tiến nhiều hơn nữa về điều kiện sản xuất. Trong phóng sự ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng phóng viên của chương trình trải nghiệm về quy trình làm miến ở làng So. Và trước hết sẽ là những tin tức tiêu dùng đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Khuyến cáo không mở đường dẫn lạ gửi qua Messenger. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ có nhiên liệu diesel Euro 5. Bao lì xì mang phong cách cộng đồng mạng thu hút người mua. Phần cuối bản tin, mời quý vị cùng đến với lễ trao giải sản phẩm thương hiệu chất lượng cao. Thưa quý vị, mới đây, nhiều người dùng sử dụng ứng dụng Facebook Messenger tại Việt Nam đã trở thành nạn nhân của một loại mã độc được cho là sử dụng để đào tiền ảo. Trước thực trạng này, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát văn bản khuyến cáo các biện pháp phòng chống mã độc lây lan thông qua Facebook Messenger tại Việt Nam. Mã độc này lây lan bằng cách gửi đi một tập tin tên là video xxx.zip, trong đó xxx là các số ngẫu nhiên. Đây là một tập tin nén, trong đó có chứa tập tin với định dạng mp4.exe, thực chất là tập tin thực thi của hệ điều hành Windows. Tuy nhiên, người dùng thông thường lại nhầm tưởng là tập tin video mp4 nên dễ dàng tin tưởng mở tập tin. Qua phân tích ban đầu của Cục An toàn Thông tin, loại mã độc này khi lây nhiễm vào máy tính sẽ bị đối tượng xấu lợi dụng tài nguyên máy tính của người dùng để đào tiền ảo. Cục An toàn Thông tin khuyến nghị người dùng không mở các tập tin hay đường dẫn lạ được gửi qua Facebook Messenger hay bất kỳ ứng dụng truyền thông nào khác như Viber, Zalo hay thư điện tử. Cùng với việc đảm bảo kinh doanh đại trà xăng E5 từ ngày 15 tháng 12 năm 2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Petrolimex chính thức phân phối nhiên liệu diesel tiêu chuẩn Euro 5 tại thị trường Việt Nam. Đây là nhiên liệu diesel có mức chất lượng cao nhất tại thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Việc đưa nhiên liệu diesel tiêu chuẩn Euro 5 ra thị trường nhằm phục vụ khách hàng sản phẩm chất lượng cao, góp phần giảm phát khí thải độc hại ra môi trường, thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 đối với xe ô tô du lịch, xe buýt gắn động cơ diesel sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Theo Petrolimex, nhiên liệu diesel tiêu chuẩn Euro 5 sử dụng được cho các loại động cơ diesel có tiêu chuẩn khí thải mức 2, 3, 4 và không sử dụng nhiên liệu diesel tiêu chuẩn mức thấp cho động cơ diesel có tiêu chuẩn khí thải mức cao hơn. Thưa quý vị, năm 2017 được xem là một trong những năm thành công nhất của trào lưu mạng xã hội. Nhân cơ hội này, nhiều nhà thiết kế đã nhanh tay cho ra mắt những tác phẩm phong bao, lì xì theo kịp xu hướng, tạo nên một cơn sốt bao lì xì bá đạo. Những câu nói trào lưu gây bão cộng đồng mạng trong năm 2017 nay được tái hiện trên những phong bao lì xì đón Tết năm 2018. Phong bao lì xì kèm theo những cấu trúc hài hước được giao bán với giá từ 25.000 cho tới 40.000 đồng 10 chiếc, tùy vào chất liệu giấy, giá bán lẻ là 15.000 đồng 5 chiếc, cao hơn 10.000 đồng so với giá của phong bao lì xì truyền thống. Thưa quý vị, vừa qua, tại buổi lễ tôn vinh 100 doanh nghiệp đạt danh hiệu sản phẩm thương hiệu chất lượng cao diễn ra tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện và chiếu sáng HC Lighting Việt Nam đã vinh dự đón nhận danh hiệu sản phẩm thương hiệu chất lượng cao do Viện Chất lượng Việt Nam phù hợp tiêu chuẩn, phối hợp cùng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam trao tặng. Với tôn chỉ chung tay với thế giới bảo vệ môi trường, tránh khỏi những tác hại do các nguồn cung cấp điện năng chủ yếu hiện nay và các chất thải từ các sản phẩm sử dụng điện gây ra, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện và chiếu sáng HC Lighting Việt Nam, hiện là nhà phân phối độc quyền của thương hiệu HC Lighting, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tiết kiệm năng lượng, chuyên sản xuất và phân phối các loại sản phẩm đèn LED chất lượng cao phục vụ người tiêu dùng. Chương trình vinh danh sản phẩm thương hiệu chất lượng cao là sự kiện thường niên nhằm khuyến khích, động viên các doanh nghiệp Việt Nam có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi đến làng So, huyện Quốc Oai, Hà Nội vào đúng vụ miến Tết,
nên được chứng kiến không khí làm việc rộn ràng của người làm miến nơi đây, với đầy đủ các công đoạn khác nhau từ làm bột, làm sợi và hong miến. Một ngày lao động của người làng So bắt đầu từ rất sớm, thường từ 5 giờ sáng và kết thúc vào lúc 7 giờ tối. Từ tờ mờ sáng, đồng loạt các lò làm miến trong làng đều lên lửa. Với khối lượng trung bình từ 4 đến 5 tấn trong một ngày vào những ngày giáp Tết, anh Minh, chủ cơ sở sản xuất miến Vương Minh cho biết, từ ngày kế nghiệp làm miến truyền thống của ông cha để lại, sản lượng tiêu thụ miến của gia đình anh cứ tăng dần đều theo cấp số nhân, khoảng một vài tạ miến mỗi ngày. Thưa quý vị, hiện Vân Anh đang đứng tại làng So, một làng nghề truyền thống lâu đời về sản xuất miến rong. Trên tay Vân Anh đây đang là bột rong giềng của cơ sở sản xuất miến Vương Minh. Anh Minh này, cái bột rong giềng này của mình thì mình thường nhập ở vùng nào thưa anh? Thường thường là nhập ở miền mảng Tây Bắc mà điển hình là Điện Biên với Sơn La, bởi vì nó có chất đất với lại được nắng gió nhiều, là được nắng nhiều, nguồn nắng nhiều là bột sẽ là nguyên liệu sẽ tốt hơn. Vâng. Vậy sau cái bước phơi khô này thì chúng ta còn có những bước nào tiếp theo không anh? Thì sau bước phơi khô mình sẽ đổ nguyên liệu xuống một cái bể là lọc, mình lọc thâu qua 4-5 nước, xong rồi cái mình ví vào cho vào quy trình sản xuất rồi. Vâng. Theo như anh Minh chia sẻ thì cái bột trong giềng này khi mà nó không được pha lẫn các cái tạp chất ấy thì nó có cái mùi vị khá là đặc trưng của củ trong giềng. Bột sau khi được phơi qua 2 ngày nắng thì sẽ được lăn qua một cái lu như thế này để cho bột tơi đều, thuận tiện cho quá trình sản xuất và bảo quản sản phẩm. Thưa quý vị, bột trong giềng sau khi được phơi khô thì sẽ được đem vào đổ vào bể nước như thế này để lọc qua 4 đến 5 lần nước và sau đó sẽ được đưa lên cái hệ thống máy làm miến và tạo thành cái sên miến để đem đi phơi khô. Vân Anh được biết thì 10kg bột trong giềng khô sẽ cho ra là 9kg miến thành phẩm. Sau khi đổ bột rồi, chúng tôi là thao qua 4-5 nước nhé. Sau rồi mình sẽ đổ cái bột sống của mình, cái nguồn nguyên liệu sống của mình vào cái nguồn liệu mà mình pha một nước sôi vào để ra một cái hỗn hợp bột gọi là nó nửa chín nửa sống. Và sau rồi khi đó mình sẽ cho một lên một cái hệ thống máy tráng gọi là nó để mà chín bằng hơi nước để cho nó tốc độ chín nó nhanh hơn. Quan trọng nhất là lúc mà pha chế cái nước sống của mình chín và pha chế hai cái hỗn hợp bột để một cái tỷ lệ nhất định khi ra sợi miến nó không bị nát và có một cơ sở một cái cách pha chế riêng và cái nguồn quan trọng cái nguồn nguyên liệu mình chuẩn bị nhất là mình phải chuẩn bị cái nguồn nguyên liệu tốt mình bảo quản được nó với lại mình mua được nguồn tươi, thứ hai là cái nguồn nước sạch mình ở đây là nguồn nước sạch là nó gọi là thau nhỏ mình có thể nhất là. Phên miến sau khi phơi khô sẽ được đem cắt và ngâm qua một lần nước từ 15 tới 30 phút, sau đó cho vào hệ thống máy gen thành sợi và đem phơi khô, đóng gói thành phẩm. Hiện tại, công nghệ sấy khô đã được áp dụng rất nhiều ở các làng nghề khác. Tuy nhiên, với miến làng So thì vẫn giữ được cách làm khô truyền thống từ quy trình phơi dưới ánh nắng và gió thiên nhiên. Wow, nhìn bát miến trông thật hấp dẫn phải không nào các bạn? Vâng, thưa các bạn, đây chính là sản phẩm miến mà Vân Anh vừa được trải nghiệm về quy trình sản xuất của nó. Bây giờ còn chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay thôi nào. Những ai đã một lần thưởng thức hương vị miến của làng So thì đều có chung một cảm nhận giống như Vân Anh, đó là sợi miến rất là giòn, dai, thơm và đặc biệt là không bị bở và không có sạn. Hy vọng rằng qua chương trình trải nghiệm ngày hôm nay thì Vân Anh cũng như là quý khán giả sẽ hiểu thêm được về cái giá trị cốt lõi để tạo nên một sản phẩm nông nghiệp sạch. Vâng, thưa quý vị, đặc sản miến làng So đã khép lại bản tin góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.